Cùng chung với cả nước ứng phó với đại dịch COVID-19, ngoài những chuyến bay chở khách, hàng không Việt Nam thực hiện nhiệm vụ cấp bách như là chuyên chở hàng hóa, trang thiết bị, viện trợ y tế. Vâng, công tác bảo đảm an toàn bay luôn là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, cũng là nhiệm vụ bảo vệ an ninh bầu trời quốc gia. Ghi nhận của phóng viên Truyền hình Nhân dân tại Tổng Công ty Quản lý Bay Việt Nam. Trung tâm quản lý bay đường dài trong những ngày dịch COVID-19, 100% kiểm soát viên không lưu ứng trực hoạt động để duy trì các đường bay bảo đảm thông suốt, an toàn trên bầu trời. Đây các bạn thấy là hoạt động bay vẫn đang bay và trung tâm quản lý bay Việt Nam vẫn điều hành những chuyến bay thực hiện các nhiệm vụ chuyên chở hàng hóa cũng như các thực hiện các nhiệm vụ nhân đạo, y tế, cứu nạn, cứu thương và luôn luôn sẵn sàng cho mọi tình huống có thể xảy ra, đồng thời luôn luôn là có những cái hoạt động canh giữ bầu trời, phát hiện những mục tiêu để làm sao phối hợp với các cơ quan phòng không, không quân để đảm bảo an ninh bầu trời quốc gia. Với tinh thần luôn sẵn sàng ứng trực mọi tình huống 24/24 giờ, các kiểm soát viên không lưu cũng như tất cả các bộ phận chức năng của Tổng Công ty Quản lý Bay Việt Nam thực hiện cách ly theo tốp luân phiên 15 ngày và được trang bị đầy đủ thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch COVID-19. Bên cạnh nhiệm vụ bảo đảm an toàn bay, Tổng Công ty Quản lý Bay đã phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị quân đội và các cơ quan quản lý không lưu của các nước trong khu vực, kịp thời phát hiện và chấn chỉnh các hoạt động bay không đúng theo kế hoạch hoặc vi phạm quy chế bay, giữ vững an ninh vùng trời Tổ quốc.